Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, Duy Minh thấy có rất là nhiều bà con cô bác đến viếng mộ cậu luôn ha quý cô chú anh chị. Đây nè, một chiếc xe 16 chỗ đậu ngoài kia. À con chào cô, cô từ đâu đến hả cô? Hỏi cậu kia. Hỏi cậu kia. Ồ sáng nay anh Niu cúng gì đây? À cũng là cơm chay ha quý chú chị. Còn cái chai nước này mình. Nước. Chai nước gì ha? Nước sâm. Nước sâm. Anh Niu là cũng nước sâm ha. Ủa na sao anh biết mặc đồ trắng hả? Sao biết mặc đồ trắng hả? Không biết em anh làm nhà lạ lắm hay trời. Thứ bảy là anh là nói đó, anh nói là thứ bảy là mặc đồ trắng quý chị. Anh bạn hôm bám đây anh không quay nhiều. Sao không nhận em chứ hả? Không nhận em mà em biết mặc đồ trắng luôn á. À quý chú chị. À, khán giả đến quá rồi ha. Ủa anh review áo em luôn hả? Con chào cô. Chào chị. À được chị, có sao đâu, mình cúng cho chú mà. Dạ, ké luôn. Không sao không? Giờ không có chỗ mà mình để mâm nhãn chung luôn chứ sao đâu. Hổm như mình cũng để hai khán giả là luôn quý cô chú chị. Đó, một cái chùm nho của chùm nhãn của khán giả để ké lên chú với anh Niu cúng luôn, chung luôn. À quý chú chị. Còn quá đông bà con cô bác kìa. Ồ bữa nay sao đông dữ vậy? Quý chú chị đông ghê luôn á. Đông liên tiếp luôn nè. Ồ mấy cái cây hoa kiến thủy đẹp dữ hả? Nè. Cái hoa kiến thủy rất là đẹp luôn ha quý chú chị. Chào anh từ đâu đến anh Trang? Anh từ đâu đến? Lên ngoài hả? Lên ngoài hả? Mỹ Phước mình ha. Ồ, mình ở quê đây luôn hay sao anh? Gốc ở Kiên Giang ha. Dạ. Món trà đào. Trà đào của chị Tinh Loan ha. Bà con cô bác khi mà viếng mộ xong rồi đi vô bên đây. Sao sao gì vậy? Sao mình gì? Là vụ gì đấy? Đi đi vòng đi vòng qua đây, đi vòng qua đây ha. Hơn nửa tiếng hộp ngoài đây chắc đang đợi ai hay sao ta? Ồ. Đây nè quý anh chị đứng xa xa đi. Trên phong thủy gì quý anh chị nè, chú đậu chú đợi ai nè. Gần mộ của các nghệ sĩ ha. Có ngựa. Có ngựa nữa. À. Không biết là chú thả cái này giao cho ai ta? Nghĩa Trang không mà giao cho anh. Không biết nữa. Con lại giao cho bên Hoa Viên. Cái này là phải hỏi rồi. Hay là đem mình bỏ lại. Anh điện anh Tường hỏi thử coi. Đâu rồi. Cái đó thì không biết chắc. Để tí hỏi thử. Hai chú bán chanh. Rồi quý cô chú anh chị ơi. Mới ngồi đây tí xíu là cái chú bán chanh đi đâu mất tiêu rồi. Không biết có khi nào mà chanh nó đem lên qua tại đàn không? Đi qua coi đi coi. Khán giả này tới rất là đông luôn ha quý vị nè. Không có tiêu rồi ta. Đúng rồi. Coi chừng chạy lên chanh không bao giờ để đây được đâu. Cái chanh là không để được ha quý vị chú anh chị. Nào đâu ngay đây nè. Chanh là ví dụ đem vô là chỉ phải để chân ở bên ngoài thôi chứ không có để chân vô mộ chú nữa. Là chanh gì mà anh em mình cũng không nhận hết á. Ừ. Bên kia có giống như ca sĩ đó nha. Đâu đó. Ca sĩ gì đó. Hả gì hả? Thôi ô. Rồi rồi được rồi em miếng một cái thôi. Ồ, hai anh chị này. Ủa, gặp hai anh chị nữa rồi. Anh ngồi đây uống anh chị. Gì hả?
thì sớm giờ hai anh chị ở ngồi đây hoài luôn quý cô chú anh chị ha. Nói chung cũng thông cảm nha, tại vì mấy anh em phải đi tới luôn đây quay thì cũng bắt buộc phải ấy ha quý cô chú anh chị. Ồ, thì lạ với trời. Anh chị nãy giờ rất là lạ ha quý cô chú anh chị. Đó. Bà con có bác chào gái chào bà ba. Ồ, chào chị chịu đen chịu đen nè. Ủa chị cao với chị mét mấy mà cao quá à? Cao hơn em luôn á. Dạ chào cô. Chào chị. Ở mình vô đây mình uống trà đào đi cô. Vô uống trà đào đi. Dạ. Trà đào trong đây nè, đó đúng rồi, bà con mình uống trà đào đi. Dạ. Trà đào ngon lắm á. Uống thử một ly đi cô. Dạ, ngon không cô? À. Mấy... cô chừng trúng mắt cái nghe con. Dạ. Em gái gia đình mình đến từ đâu em gái? Chi Tôn hả? An Giang. Chi Tôn. Bãi núi. Bãi núi của hổng lũ lụt. Cái vụ gì à cô? Nói gì mưa đó. Rồi cái núi dài xả nước xuống. Dạ xả nước xuống hả cô? Xả nước ngập hết trơn, nhà dân tộc nhà dân tộc ngập hết trơn. Dạ. Là do nước mưa hay là nước bởi vì để trong dạ, con nghe cô nói con hiểu lầm, con tưởng là nước ở trên nó xả xuống, ai ngờ nước mưa. Nước mưa nó chảy xuống. Dạ, dạ con biết. Nước dài đó con rành lắm. Con đi đó con quay hoài mà. Con quay khoảng chừng hơn chục lần rồi đó. Cô Tô. Núi Tô. Tỉnh nào con? Ở tỉnh An Giang. An Giang. Ở Chi Tôn mà tỉnh An Giang ở đây tại thị trấn Chi Tôn. Dạ hôm nay bà con mình đi đến đây đông không cô? Mấy mẹ con à. Gì hả? Dạ mấy mẹ con đi đến đây để viếng mộ chú ha. À. Lần đầu tiên đến mộ chú cái thấy mộ chú đẹp không cô? Viếng mộ chú đẹp lắm. Dạ. Hồi hồi chết đó đi không được bắt mạng lên coi quá trời đẹp quá. Dạ. Biết tên gì vậy? Nguyễn Xuân Diệu hả? Rồi để con trên TikTok gì hay là cái biết gì không? TikTok là gì? TikTok là bao nhiêu follow rồi? Mới có 200. Mới gần 200 hả? Mới chơi đẹp không? Ủa cái chị nè, anh với chị này sao từ sớm giờ ngồi ở đây có buổi chờ luôn với cô chú anh chị. Thấy cũng thấy kỳ kỳ lạ lạ ha. Anh trong vòng thì anh đang ngắm miếp và đang canh chừng hơn quý cô chú anh chị. Thấy lạ lạ quá ha. Anh xuống nhà chị Hùng Loan hả? À. Đó, bà con ngoài kia cũng vô cũng rất là đông luôn heo quý anh chị. Mấy anh em mình một đứng mọi người một hướng để là quan sát heo quý chú anh chị hả? Ồ đây ai tới nữa đây? Ồ, quý chú anh chị đến liên tiếp luôn, bữa nay khán giả đến đông quá quý cô chú anh chị ơi. À, buổi sáng thì chắc là Duy Minh phải cúng lại buổi chiều quá quý cô chú anh chị. Buổi sáng là có cúng một mâm rồi, chiều chắc Duy Minh cúng một mâm ha quý cô chú anh chị. Chia nhau cúng quý cô chú gì ơi, cúng trùng lập quá rồi cũng nhiều khi ấy ha quý cô chú anh chị. Con qua qua coi chừng đụng vô cái ấy nha con trai. À, bà con mới vừa đến nữa nè. Quê con ở Tịnh Biên hả? Dạ, Chi Tôn. An Giang Chi Tôn ha. Hôm nay mình đến đây gồm mấy thành viên dạ, gái? Đến đây gồm 6 thành viên. 6 thành viên hả? Dạ. Đâu nhà chú không thấy gì chứ? Dạ, tản đi chung rồi. Gì hả? Dạ. À. Tại nay con mến chú Vũ Linh á. Ừ. Rồi sẵn là thăm mẹ con lên thăm chú luôn. Ồ, vậy là con đi học không? Dạ không, nghỉ rồi. Nghỉ hả? Bao nhiêu tuổi mà nghỉ rồi? Dạ, con mới 16 rồi. 16 sao nghỉ sớm hả? Tại thấy gia đình khó khăn con đi phụ gia đình. À vậy là con đi làm chưa? Dạ con đi rồi.
À, vậy hả? Hôm nay đến với mẫu chú thấy mẫu chú đẹp không? Dạ, mẫu chú đẹp, sang trọng. Đẹp và sang trọng luôn ha. Dạ. À, đá đây là đá xà cừ ha quý cô chú chị, xà cừ Na Uy. Và cái đá đỏ Ấn Độ là trên cái mão của chú, làm từ đá đỏ Ấn Độ ha. Rất là bóng luôn quý cô chú chị. Một cái hoa đó ai để xuống dưới đó ta? Cái hoa của chú Minh Cảnh. Không biết hả? Cái gì? Cái gì gửi tiền, gửi tiền làm caramel hôm qua có 4 phút à. Mà đòi tiền caramel. Tiền công. Rồi chút xíu gửi cho buổi hôm qua hôm kia cho 20 rồi chứ. Hồi bữa trước không có làm gì chứ mà người ta cho rồi. À. Tiền công bao nhiêu đừng chú biết chú trả. 4 phút bao nhiêu? 500. Cho 500 cho 1000 luôn. Cho 1000 luôn. Đứng dưới còn, đứng dưới con gái, đứng dưới còn. Đó, Việt kiều Mỹ ha quý chú vậy. Đó. Rồi. Việt kiều Mỹ chưa hỏi thăm gì ơi. À, cô chị từ bên Mỹ gì hay sao chị? Ủa chị có mình chị hay là chị đi với ai? Thăm mộ ba mẹ chị. Dạ. Có mộ Hữu Linh. Dạ. Dạ. Thấy mộ của chú sao chị? Quá đẹp luôn. Chị cũng thăm mộ. Mà chị về đây là bao nhiêu lâu rồi? Dạ dạ chị có quyền hả chị, chị đi ha, chúc gia đình chị nhiều sức khỏe nha. Đó chị nhanh quá đi bay luôn. Rồi nãy giờ anh có quay được chị không? Chị ở Mỹ á, Việt kiều Mỹ nha. Mới nghe nè. Nãy giờ nhiều Việt kiều Mỹ á về đây á, quý của chú chị rồi giấu vậy sợ mà giấu là mình ở đâu gì đó giấu luôn á, khi nào mà gần về rồi á mọi người là mới nói ra cái sự thật. À, chứ không có là ta ngại á, ta ngại ý người ta là cũng như là không có muốn khoe khoang á quý cô chú anh chị. Còn có những khán giả không có ngại thì hỏi sao thì người ta nói vậy. Ừ. Buổi sáng này là khán giả đến liên tiếp luôn quý cô chú anh chị. Ừ. Hai anh chị đó đi rồi kìa. Đó. Có những cái hành động sẽ thấy lạ ha. À, mình thì không biết như thế nào nhưng hơi lạ thôi. Đó. Đó, quý cô chú anh chị. Đi vô. Đây cậu ăn cơm uống bia cho nó mát. Nè mình đi vô trong đây mát tí xíu mình quan sát ở ngoài chứ ha. Đó. Đó. Sáng giờ là khán giả đến là liên tiếp luôn nghe quý cô chú anh chị. Đó. Đúng rồi, mình đi vô trong đây ngồi mát chị. Ngồi nắng. À chị sao cho em hỏi thăm chị ha. Tại sao mà chị thích ngồi ở ngay đầu chút cái mộ bia mộ của chú ạ? Muốn ngồi gần. Muốn ngồi gần ha. Anh với chị. Ý là dạ em không giờ em đưa lên Facebook đâu. Em đưa lên YouTube không ạ? À? Ồ chị có cái muốn là ý là chị muốn là ngồi gần chú để là cũng như là chắc là trước hay đi từ thiện với ổng gì hả? Trước hay đi từ thiện với ổng hả? Phải không ta? Ồ. Đây là anh trai nói là trước hồi trước là cũng hay đi từ thiện với chú mà không biết phải không ha quý cô chú anh chị. Ừ. Đó. À, thì chị này mình lại quay chị cũng đâu có nói gì đâu ha. Máy đâu có sao đâu. Đưa lên YouTube thôi. Chị nói là đừng đưa lên Facebook, chị đưa lên YouTube thôi ha quý cô chú anh chị. Vâng thì video đến đây thì Duy Minh chia sẻ cũng khá là dài quý cô chú anh chị ơi. À, bà con cô bác thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ha quý cô chú anh chị. Và trước khi kết thúc thì Duy Minh cũng xin quay xung quanh tất cả quang cảnh xung quanh ở khu hoa viên nghĩa trang Bình Dương cho bà con cô bác cùng xem ha. Đó. Bây giờ khán giả đi ra ngoài quý cô chú anh chị ơi. Thì Duy Minh luôn luôn trực tiếp ở tại nơi đây, nếu có khán giả tới mà có cái điều gì mà lạ thì Duy Minh cũng chia sẻ thôi. Chị nhìn vô mình kìa,
rồi chia sẻ cho bà con cô bác xem, và bà con cô bác xem có cái cử gì, hành động gì lạ thì hãy để lại cái comment cho Duy Minh biết ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một cái video tiếp theo. Nếu thấy video có ý nghĩa, bà con cô bác nhớ nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh YouTube Duy Minh Vlog ha. Xin chào bà con ạ. Oh.